Cảm ơn quý vị khán giả vẫn giữ đài truyền hình VSN TV trên ban tầng 2073. Bây giờ trở lại phần chương trình cổ nhạc. Cho tôi chào đọc khán giả đã gọi vào. Cô Xuyến ở Oregon, nghệ sĩ hát hay quá, Bình Trang và Thành Đạt hát hay quá. Có lời khen Tuấn Châu giỏi và chúc chú Văn Trung, chị Ngọc Đáng nhiều sức khỏe. Chúc Tuấn Châu lúc nào cũng có nhiều chương trình hay, trích đoạn hay và hấp dẫn. Cảm ơn cô Xuyến rất nhiều. Chị Thi ở Seattle, xin hỏi chị Ngọc Đáng định cư tại Hoa Kỳ luôn hay chưa? Dạ thưa, em đi qua đây qua lại lại thôi chứ chưa có định cư hẳn ở bên Mỹ ạ. Dạ. Ai tới chị đọc hả? Cô Hảo ở Garnro. Hôm 15 vừa rồi tôi đến tận đài VSN TV để xem chương trình trực tiếp thu hình trích đoạn cải lương. Tôi thích quá là thích. Xin hỏi khi nào mới ra DVD vì tôi muốn mua về nhà xem thêm một lần nữa. Cảm ơn quý vị đã có một show trích đoạn quá tuyệt vời. Đài thì thật là đẹp. Hôm nay tôi phải ngồi canh giờ gọi vào để cảm ơn đài và cảm ơn Tuấn Châu đã dàn dựng một chương trình quá là hay. Cảm ơn hết tất cả nghệ sĩ đã diễn tròn vai, diễn trong trích đoạn. Dạ, xin cảm ơn cô Hảo. Chú Bình ở California, tôi được coi trích đoạn trong vở tuồng Chủ nhật vừa qua. Đó là tuồng Tấm lòng của biển, sân khấu quá đẹp. Sân khấu thật là lộng lẫy. Tôi không tưởng tượng được đài VSN TV thật là lớn. Và với sân khấu rộng đẹp như thế, tôi ngồi coi hết tuồng mới về. Mong Tuấn Châu sẽ dựng thêm tuồng Tướng cướp Bạch Hải Đường nữa nha. Tôi sẽ ủng hộ hết mình. Hôm nay Bình Trang và Thành Đạt hát rất là mùi. Cảm ơn Tuấn Châu có chương trình cổ nhạc rất hay. Chúc bác Bảy nhiều sức khỏe. Chúc cô Ngọc Đáng luôn tươi đẹp. Dạ, cảm ơn. Chú Dũng Nguyễn, Iowa, xin hỏi bác Bảy Văn Trung, ngày xưa ở Việt Nam, người sinh trưởng ở đâu? Tôi thích anh Tuấn Châu và cô Ngọc Đáng hát lắm. Xin nhờ có thể hát một trích đoạn Tướng cướp Bạch Hải Đường được không? Dạ, cảm ơn quý khán giả vừa gọi vào đó. Nếu nói nghe sanh thì tôi sanh ở tại đô thành Sài Gòn Chợ Lớn. Còn trước cái vụ mà trích đoạn Tướng cướp Bạch Hải Đường thì chắc có lẽ cái này để cho Tuấn Châu là người trưởng ban của cổ nhạc phương Nam trả lời. Dạ, Tuấn Châu và Ngọc Đáng, nếu còn giờ Tuấn Châu và Ngọc Đáng sẽ hát dài lớp trong cái giờ đó. Chị Trinh ở Georgia, tôi mê giọng ca của Bình Trang quá, chị có thể hát thêm một đoạn giọng cổ nữa được không? Được. Tôi thích coi chương trình cổ nhạc phương Nam lắm. Cảm ơn Tuấn Châu rất nhiều. Hát này được không Kinh? Được. Dạ, để lát nữa thì còn giờ thì Bình Trang sẽ ca thêm với Tuấn Châu. Bây giờ tiếp tục chương trình cổ nhạc. Tuấn Châu xin gửi đến một lớp văn thiên tường lớp dựng. Tuấn Châu sẽ hát cùng với nữ nghệ sĩ của tôi, người mà thần tượng của Tuấn Châu, đó là chị Ngọc Đáng. Trời ơi. Hạ cứ hãy rót đầy ba chung rượu. Ngày xưa khi kết nghĩa, ba giọt máu hòa rượu giao thề, thề đồng sanh đồng tử. Bây giờ ta trả lại các người những giọt máu ngày xưa. Uống đi cho cạn tình cạn nghĩa, và hãy uống đi cho cạn dòng máu tim ta. Mai mốt này chúng mình sẽ không còn gì với nhau. Một lần này thôi rồi chia tay. Mỗi người chọn cho mình một tương lai. Ta chỉ cầu mong sao các người kể từ đây hạnh phúc trên dáng nẻo đường đời. Uống chung rượu này đây sẽ không bao giờ gặp lại. Giọt máu ngày xưa lên lời oán hận, một thằng bạn bất nhân nợ ba.
san sẻ cuộc đời. Tôi đâu còn gì nữa, tình xưa khép lại thiên thu. Người hãy ước mắt về tương lai và hãy đặt chân đến cõi thiên đường, và nên quên bỏ những gì xảy ra trong hiện tại, vì lòng người đôi trách chi nhau trong giây phút sau cùng. Cạn ly rượu này rồi chúng ta sẽ không còn gì với nhau. Tuân chào nãy giới thiệu bài ca mà không giới thiệu đó là trong trích đoạn nào? Trích đoạn xin một lần yêu nhau. Đúng rồi. lục quay hoài không kịp. Bây giờ nói về cái cuộc đời, có thể nói là cho em hỏi anh Thành Đạt, anh Đạt qua bên đây anh Đạt mới đi hát hay là anh Đạt đã có hát bên Việt Nam rồi? Thì em thấy là từ cái nhịp nhàng cho tới chữ ca của anh Đạt là chuyên nghiệp chứ không phải là mới hát đây. Chúng ta muốn hỏi chút xíu. Dạ, cảm ơn Tuấn Châu. Kính thưa quý khán thính giả, thưa anh Tuấn Châu, thưa chú Bảy, thưa chú Bảy, thưa anh. Thật ra thì khi qua bên Mỹ bên đây thì Thành Đạt mới tham gia tích cực hơn trong cái vấn đề mà sinh hoạt cổ nhạc. Bây giờ hồi xưa ở quê nhà thì thân trai thời loạn mà, thành thử ra không có dịp. Dạ, thành thử ra sau khi được qua đây rồi đó thì sau một thời gian ổn định gia đình thì Thành Đạt mới dành một chút thời giờ đó, còn lại đó để tham gia các cái sinh hoạt về cổ nhạc. Thì những lúc mà đoàn cải lương của Văn Lan thành lập thì Thành Đạt được tham gia vào đó một sinh hoạt hát sân khấu cũng được 2 năm. Nhưng mà trước đó thì phải nói là Thành Đạt sinh trưởng ở vùng Long Xuyên, mà ngày xưa ông già cũng có là người cũng đờn kìm ở trong cổ nhạc, cho nên nó có ít nhiều ảnh hưởng trong cái con người của Thành Đạt từ đó. Mặc dù là không có trực tiếp tham gia ở bên Việt Nam nhưng mà rất là mê, phải nói là mê cải lương. Cái giờ nào mà rảnh thì có dịp là đi coi cải lương và không có sót một cái tuồng nào mà khi mà cái đoàn hát mà về gần nhà hết. Chính vì vậy gần như là nó thấm nhuần vô trong cái máu rồi. Bây giờ qua bên đây có dịp thì tham gia. Cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Những cái chương trình sau này thì làm gì làm, chắc từ từ thì chắc cũng anh Đạt cũng góp mặt trong cái chương trình của Tuấn Châu, trong cái đoàn Tân Gia Lý này. Những cái chất giọng như vậy thì về bên mình rất là hợp. Dạ, xin cảm ơn Tuấn Châu. Chắc giọng của cậu 10. Dạ, cậu 12. Bây giờ thôi anh 2, 12 là chỉ có bây giờ anh 2 nói gì với khán giả, tâm sự về cuộc đời. Không, phải nói thế này Châu à. Dạ. Phải nói là khi diễn ở bên đoàn Văn Lan á, qua cái quá trình vừa qua đó thì phải nói là anh Thành Đạt phải nói là ảnh rất là năng nổ trên sân khấu. Phải nói trên sân khấu thì thấy hình như là ảnh bao quát hết. Và nếu nói về sân khấu á, thì những cái đạo cụ của sân khấu á, là trong cái kịch bản mình diễn cần cái gì là ảnh tự làm hết để giúp đỡ giùm trong cho Mai Chân. Dạ, tại vì Mai Chân thì đâu có biết những cái đó đâu. Anh Đạt sẽ là người lo những cái đạo cụ cho diễn viên, trong kịch bản diễn cái gì là ảnh lo. Rồi những cái vai tuồng, những cái kịch bản mà đưa ra là ảnh tự biết ra vai từng vai cho nghệ sĩ. Dạ, đúng rồi, Tuấn Châu cũng rất là cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Tại vì vừa qua cái chương trình cái tuồng Tấm Lòng Của Biển của mình á, thì thật sự thì anh Tuấn Hải thì thường xuyên là anh nhắc tuồng. Dạ. Nhưng mà bây giờ anh Tuấn Hải anh đi làm đêm. Dạ. Thì không có người nhắc tuồng. Dạ. Tuấn Châu mới cũng hết hồn, cũng muốn quản hồn luôn. Tại vì cái tuồng gần tới rồi mà anh Hải nói đi, anh đi đi làm buổi tối. Trời ơi, cái quay qua quay lại cái nói chị Trang ơi, bây giờ em nghe nói anh Đạt thì anh Đạt giúp giùm. Anh Đạt xong sáo liền. Dạ. Anh Đạt giúp cái chương trình. Phải nói khi đến tập tuồng á, đến tập tuồng chỉ thấy ra, anh là chị ngạc nhiên. Tuấn Châu một lần nữa rất là cảm ơn anh Đạt. Vừa có chất giọng ca, vừa ca ngọt, vừa diễn giỏi mà lại có những cái
Dạ, dạ mê nghề như vậy. À, cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Dạ, phải mà Tấn Châu phải nhớ Bảy, có nhớ ông Bảy khi mà nhắc tuồng á thì không phải là anh nhắc tuồng bình thường, anh đọc bình thường để cho mình nghe cái lời để mình nhớ, mà anh là diễn trong đó trước. Đúng vậy. Anh hướng dẫn mình trước. Anh hướng dẫn mình trước. Dạ. À, hy vọng thì như những lời của Tuấn Châu nói với lại bác Bảy Giang Chung, chị Ngọc Đáng trong cái chương trình Cổ Nhạc Phương Nam và cũng là dàn dựng những cái chương trình vợ kế tiếp đó, thì trong vòng 2 tháng thì Tuấn Châu và chị Ngọc Đáng, bác Bảy Giang Chung sẽ chuẩn bị, trong thời gian này thì bắt đầu chuẩn bị đến cái vợ kế tiếp, thì hy vọng cái sân khấu của mình sẽ hoạt động thường xuyên. Thì bác Bảy ý kiến thế nào? Dạ kính thưa quý vị khán thính giả và cùng anh em nghệ sĩ ngồi đây, tất cả anh em nghệ sĩ, ý của gia dân chúng tôi là trong lòng đó muốn Tuấn Châu dựng lại một cái vở tuồng như thế như này, cái tựa là Hàng Mạc Tử, mà không hiểu Tuấn Châu có đồng ý không, bởi vì trong cái tình tiết của Hàng Mạc Tử đó để Tuấn Châu có thể là thi thố cái tài năng là Hùng Cường thứ hai. Bởi vì là vì cái giọng của Tuấn Châu không có khác gì Hùng Cường. Mà lại lúc này là Tuấn Châu đương hăng say về nghệ thuật. Tôi nghĩ cái tuần đó nếu dựng lên là chắc có lẽ thành công. Dạ thưa bác Bảy, con cũng rất là muốn dựng lại những cái tuần gì của cố nghệ sĩ Hùng Cường, hoặc là những cái tuần hồi xưa của Thanh Minh Thanh Nga. Dựng lại cái sân khấu xã hội, rồi có những cái tuồng sau này mình có thể mình dựng sử và kiếm hậu quản nữa hả chị Đáng hả? Chứ mình sẽ đổi. Khán giả có nhiều người thì người ta rất là mê hậu quản, nhưng mà có rất là nhiều người ta cũng rất là mê cải lương xã hội. Thì bây giờ trong cái thời gian dựng tuồng tại đây thì có thể mình dựng vài tuồng xã hội trước, rồi bắt đầu mình sẽ đến những cái tuồng để sư phụ dựng là Chi Ngọc Đáng dựng những cái tuồng hậu quản tiếp theo đó. Châu hãy đọc tiếp thêm những cái tin của khán giả gọi vào đi, rồi kế tiếp là Bình Trang hát. Vậy là bên chị còn anh Phương ở Texas, tôi và bà xã đang coi chương trình Cổ Nhạc Phương Nam rất là thích. Hôm nay kỷ niệm 16 năm đám cưới của tôi và bà xã tên Phụng, nhờ anh Tuấn Châu hát bài Lòng Dạ Đàn Bà. Dạ thật sự thì Lòng Dạ Đàn Bà thì Tuấn Châu có nghe, nhưng mà bên Mỹ này thì Tuấn Châu thật sự nếu có bài đây cũng không dám hát nữa. Hát có nhiều người chắc ghét luôn Tuấn Châu. Xin anh thông cảm cho Tuấn Châu. Rồi còn một tin nữa Châu à, chú Hoài Văn Lâm ở Pennsylvania gửi lời thăm mọi người trong chương trình Cổ Nhạc. Xin hỏi Kim Quang đóng trong tuồng Con Gái Chị Hằng, hiện tại Kim Quang còn đi hát không? Nếu được lần kế có thể xin dàn dựng hát tuồng Con Gái Chị Hằng được không? Tôi biết nhiều người mê tuồng này lắm. Dạ xin được trả lời. Cô Đáng cho biết. Dạ quý Hoài Lâm và dạ, chú Hoài Lâm. Dạ, chú Hoài Tâm ơi, chú hỏi anh Kim Quang làm chú Văn Chung hết sức là bồ hồi xúc động. Là vì anh Kim Quang đó là một danh hài cải lương mà chú Bảy Văn Chung rất là khâm phục tài năng. Còn trong hai người mà chú Bảy rất là khâm phục bên cải lương là anh Tư Rộm và anh Hề Kim Quang. Nhưng rất rất buồn thay là anh Kim Quang đã mất trước 75. 30 mấy gần 40 năm rồi hả mẹ? Xin thôi bây giờ qua cái chương trình Cổ Nhạc, Tuấn Châu xin gửi một lớp Phong Ba Đình cùng với chị Bình Trang. Được nghe hương lân ngắm qua hàm thiếu, sớm ướm vào rừng như lạc giữa quan du. Ô kìa quả xanh bất hư truyền, kiều thánh lâu tuyệt hảo, quốc sắc triêu hàm tử, thiên hương xạ diễm hương. Có phải chăng đây là Dương Quý Phi tay thế? Lần đầu tiên trong kiếp giang hồ, có kẻ biết trọng hoa nhơ vùng lắm, mong dạng hạnh biết quý danh quân tử. Bị sinh tên Kỳ Hoa Thúc, còn học đòi nghiên bút nên được gọi là Thúc Sinh. Quê quán nơi Diễn Tinh, Châu Thừa tỉnh Giang Tô. Đường quang sáng dịu
này. Theo phụ thân để sớm hôm lo việc sách đèn, chắc bóng cây tùng đã vương vấn thanh lang, tiếng nói ở luôn nơi quyển tích toàn ở đây bị sinh đơn phòng. Giờ thì muôn kết nghĩa trăm năm. Cảm ơn. Trời ơi anh Phúc ơi, anh Đờn hay quá anh Phúc ơi. Anh Đờn nổ quá. Cảm ơn Hoàng Quốc với Hoàng Nam. Quá hay, ca nghệ sĩ mình ca phải có những cái tiếng đàn này. Dạ. Dạ. Phải có những cái tiếng đàn như thế này ha, thì nghệ sĩ ca mới làm phấn khởi mà sung lên, hăng say lên. Ca hoài thấy như càng ca càng sướng. Bây giờ anh Thành Đạt ca gì đi. Anh hát gì nữa đi. Bây giờ anh Đạt, anh hát. Anh hát một hai mình câu dòng cổ. Em muốn anh Đạt hát hai câu dòng cổ. Dạ. 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 Hát gửi khán giả. Dạ. Tiếp theo Thành Đạt xin hát hai câu dòng cổ. Tới đây là Tôn Tẩn Giả Điên. Câu 1, câu 2. Câu 10 nữa nè. Thành Đạt đi em câu 10 nữa. Suốt cánh chạy chưa dỗ giấc, nến lung lay gió tạt rèm cửa. Sư phụ ơi, lời thầy khuyên đệ tử chẳng nghe theo, nên mới bị gã bàn nguyên hầm hài. Ta chép cuốn thiện thư cho đến câu cuối cùng vừa chấm dứt, thì mạng của ta cũng chấm dấu sao hòa cùng. Sao bán trần đồ ta chép mãi chưa xong, ta vì ai cho trọn nghĩa để huynh, cơ sao ai kia phản bạn giống tình, để ta bị lạnh nắng chặt chân, vì họ bảo rằng mình manh tâm phản Chúa. Cái linh tôn sư nên chịu
trách bay ai tham vàng phụ ngái. Hải bán hiền để rõ mong cầu vinh, nó trách ta vì bản tính nó nhỏ nhen, lòng ti tiện lại ghen hiền ghét ngon. Cũng bởi ta không nghe lời thầy dặn bảo, nên tôn tấn này thọ hại bởi bàn quyên. Hay quá, cảm ơn anh Đạt rất nhiều. Cho Tuấn Châu đọc thêm khán giả đã gọi vào. Tuấn Châu ơi, trong những chương trình cổ nhạc sắp tới, Tuấn Châu có nghĩ đến dựng lại vở tuồng Sơn Nữ Phà Ca của Kiên Giang và Hà Huy hay không? Từ từ Tuấn Châu sẽ chọn lại, và cũng từ từ nếu mà sân khấu này ông giám đốc cứ để cho Tuấn Châu 2 tháng 1 tuần thì mình cứ làm hai chưa đáng ha. Hai bác bài ha. Cô Thanh ở Westminster, Bình Trang hát hay quá. Bình Trang hát thêm một đoạn với Thành Đạt nữa được không? Tôi mê giọng ca của hai người lắm. Cảm ơn rất nhiều. Nếu còn thời gian thì chút nữa chị Bình Trang sẽ ca tiếp. Chị Nhung ở Seattle, hôm nay là ngày sinh nhật của má tôi tên Hai, mà má rất mê giọng ca của Tuấn Châu. Tuấn Châu ca một đoạn cổ nhạc tặng cho má của chị được không? Gia đình chị 9 người đang ngồi xem chương trình, rất là thích chương trình cổ nhạc Phương Nam. Chị Nhung, Châu nghĩ là chắc thời gian cũng không còn nữa, thì chắc tuần sau Tuấn Châu sẽ hát tiếp. Cho Tuấn Châu đọc thêm. Chị Tuyết ở Michigan gửi lời thăm chú Bảy Văn Trung, cô Ngọc Đáng và Tuấn Châu. Chú Văn Trung có thể hát thêm một đoạn Tư Ếch Sài Gòn được không? Theo tôi thì biết Bảo Trung cũng định cư tại Mỹ, không biết có cơ hội nào chú Văn Trung và Bảo Trung diễn tuồng Tư Ếch hay không? Dạ, Văn Trung tôi xin trả lời. Vì Bảo Trung với Văn Trung nó không ở cùng một tiểu bang với nhau. Nhưng mà nếu mà nói về Tư Ếch đó thì Văn Trung tôi có kỳ sau có thể soạn ra 1-2 cái trích đoạn gì của Tư Ếch. Bị Văn Trung tôi đóng tới 10 tuần DVD Tư Ếch là thành chắc có lẽ có cơ hội để phục vụ quý vị. Dạ, chị Cúc ở Arizona chúc ông bố Trần năm mới vui vẻ, Tết Nguyên Đán, Bình Trang, Thành Đạt, Tuấn Châu, Ngọc Đáng, Văn Trung được sức khỏe dồi dào, hát phục vụ cho đài và cho khán giả. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì Khoan Châu cho chị xin đọc một cái tin này nữa. Chú Hồng ở Ohio, nghệ sĩ Thành Đạt vừa hát tuồng Lục Dân Tiên mà nhìn thấy quen giống ông bạn của tôi ở Cali, có phải là người quê ở Tây Ninh không? Nếu phải thì có nhớ Hồng hồi xưa đi cải tạo chung không? Dạ, thưa anh Hồng, vậy anh nhớ đúng rồi đó, tôi người ở Tây Ninh, cũng nhớ anh nữa, để có dịp nào sẽ gọi để tiếp chuyện với anh sau. Xin cảm ơn anh Hồng. Dạ, cảm ơn anh Thành Đạt rất nhiều. Và thời gian thì bây giờ quay qua quay lại. Hết giờ rồi. Mà hết giờ chị Đáng ơi, quá lẹ phải không? Thời gian qua rất là nhanh. Tuấn Châu mời anh Thành Đạt, chị Bình Trang, cũng như Ngọc Đáng và bác Bảy Văn Trung có lời chào cuối cùng của khán giả. Chị Đáng. Còn giờ không chắc. Dạ. Riêng Ngọc Đáng thì chương trình cổ nhạc Phương Nam là một chương trình cổ nhạc hàng tuần mang đến những niềm vui cho quý khán thính giả. Đó là cái tinh thần khích lệ đối với anh em trong chương trình cổ nhạc Phương Nam rất nhiều. Rất mong sao quý vị sẽ ủng hộ rất nhiều cho chương trình này và cho đài VSNTV. Dạ. Yeah.